Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cốt một chương trình đầu tiên với ngôn ngữ C nhé. Đầu tiên ta khai báo một thư viện tên là studio.h. Tiếp theo là phần thân chương trình với cú pháp int main mở ngoặc đóng ngoặc các kiểu. Và đây là câu lệnh in ra màn hình một dòng chữ, các bạn để ý làm theo, đừng quên dấu chấm phẩy cuối dòng nhé. Đấy, xong rồi. Giờ chúng ta thêm cái dòng cho nhấn phím bất kỳ thì dừng chương trình gì tơn không là xong. Tiếp theo ta chạy chương trình. Nếu dùng dev C thì bấm F11 bạn nhé. Bạn thấy đấy, dòng chữ Hello World đã chạy rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay xin bấm like hoặc share video để mình còn ra tiếp video.